Ngày cuối tuần của tía đây rồi. I'm not video you. Enough, don't drop him. Okay, got you fussing. That's what I want. You eat better when you're fussing. Okay, sit down. My baby. Where'd the thing go? Right there, what you need. No, the thing you didn't give me. Yeah, you want some food? Good job, Aaron. Tell me you're not videoing me. No, I'm not. But you're Aaron only. Yes. So cute, I cannot believe you come out from my tummy. Aaron, what's that noise? Do you want to eat? Okay, I'm okay. Okay, get up, we go now. Một ngày cuối tuần của tía nó, phải cho con ăn, phải chơi với con. Xong rồi phải bây giờ dẫn vợ đi chợ. Đó là công việc mỗi ngày. À không phải công việc mỗi ngày mà là công việc mỗi tuần. Ngày xưa cuối tuần phải chở mình đi chợ. Bây giờ có con phải làm thêm extra job nữa. Từ ngày có Aaron, tự nhiên không thấy thời gian nó dư ra. Lúc nào cũng bận bịu hết á. Little stretchy cat. Is that 3 months old? He yeah. would be wearing this soon. Right. Actually, he's probably wearing this part now. Right, right. He's a big baby. So before, come here to buy the stuff for mommy. But now everything have to look for Aaron first. Is that the cutter? Cutter yeah. is a really good name. The material is so soft. Okay, but I give mine to the bill. No, daddy will take care of him. Ngắm em hoài mà không thấy chán, em dễ thương cưng muốn xỉu luôn. Ngày cuối tuần của tía nó là như vậy đó. Ngoài công việc kiếm tiền ra, thì cuối tuần cũng phải chăm sóc vợ con và chia sẻ công việc với vợ nữa. Bên đây không phải ai cũng như vậy, nhưng mà đa số là như vậy. Thôi, bây giờ mình đi shopping đây nhé. Bye bye.